so với cơ meal. Nhưng mà bạn phải có một áp lực rất lớn ở giai đoạn đi đường, để rồi cái áp lực của bạn nó đưa xuống ở cái mặt snowball. Nếu như là bạn lượng máu mà thôi, đường trên DC đã tới. Và một góc nữa DC mới tới cơ, vẫn có một tướng đá bốc phi thân thành công. Dùng sát thương đó là vị trí của anh chàng quen và ta đâm xuống chiến công đầu đến cho vị trí của DC. Giữa để có thể giải tỏa áp lực cũng như là tạo ra thế để ganh tiếp khi mà đây là một tình huống đang có độ 5 trên người của T3. Ngay lập tức sử dụng tối hậu tư vào người của Haku. Sát thương bắt đầu rồi và có cả bóng 3 kỵ sĩ chúng ta cố gắng lấy mạng của Haku nhưng không thành công. Và đó mục tiêu có vẻ như là nó thơm ngon hơn. Sau khi đã nghĩ lại thì Huy Spock quyết định là ăn cho mình con rồng băng trước. Đã như hiệu chịu được gọi và game tức là một tiểu trạng lên nhưng đã có một tiểu cancel tốt. Gói hàng được tung ra, quay mất hơi nhiều máu, ta dính luôn cho mình đó là một cái cú big bomb. Được phía bên này có người nằm xuống rồi, đó là vị trí người đi rừng. Và câu sứ giả nó dành cho vị trí của Jun. Nhưng bây giờ thì sao, chúng ta đánh chàng lên khi cô Yote đã tới điểm hòa cục tiếp theo. Nhưng Jun có được hai mạng, Jun có được ba mạng. Và cô Yote cũng có được điểm hòa cục của Jun, đó là shutdown. Tại sao mà chúng ta đánh tự tin như vậy? Và bây giờ Jun mà bước thêm một nhịp nữa sẽ là một combo đủ đó để cho cô Yote có được điểm solo kill. Và đúng là như vậy, tranh đến khoảng độ là hơn 2.000 tiền so với đối phương. Một tình huống tấn công vào đến từ vị trí của T3 chắc chắn là không về được rồi. T3 vẫn có thể rút lui ra được cùng phó người hủy diệt và bóng kỵ sĩ dồn vào. Haku cũng phải lấy bản điểm xuống cùng người đồng đội của mình. Bây giờ thì Riot để nhưng một mình Riot là quá đơn độc. Bất việc của một loại Baron như thế này, tình huống muốn mở mày đã tốc biến tiếp cận vào được nhưng vẫn có tạm được, có thể rút đi đến từ vị trí của Hoài Đình. Hoài Đình về được phía bên này thì Riot đang bị giữ chân. Người ta có thể làm được gì hay không đây? Vẫn sẽ là sát thương lớn đến từ những cú xe chỉ đường kim của mình và T3 cùng với cả đó là vị trí của DC đang băng vào. Họ chọn mục tiêu đó vị trí của Jun. Jun đang vẫn có thể lùi về được nhưng cô có thể tốc biến lên. Có một tình huống lôi phạt chưa đủ sát thương để dứt điểm đi vị trí của Jun nhưng đây sẽ là tình huống chúng ta tràn vào, chúng ta có thêm những điểm hạ gục của tình huống quét sạch. Thậm chí trong phần thi đấu này thì Faye cũng đang mất rất nhiều máu với những cú tên lửa định hướng và đó là pha thi đấu cắt ngang thẳng vào đội hình của đối phương đến vị trí của Hoài Đình, tạo điều kiện để cho những thành viên còn lại mở ra tranh. Và Wingsport đang dần dần hủy diệt các thành viên của bên phía solo leveling. Phía bên này Haku chỉ có thể chạy về mà thôi. SK đang rất khó chịu trong việc là chặn đường của Haku. Có lẽ rằng cả người chơi dừng bên phía solo leveling cũng sẽ không thể sống sót trong pha thi đấu này. Thì bà đã chuyển đổi đốt vào nhà. Máy thi đấu rất hủy diệt trên cho đại diện đến từ khu vực Việt Nam. Thì với các bài Lee Sin, nếu như Haku đánh tốt thì hoàn toàn có thể kêu gọi những tình huống sập băng rừng sớm được, bởi đối phương cũng có một trụ một cái dọc khu vực đứng giữa tương đối mạnh với khả năng đẩy đến từ cả con Lucien. Và đây sẽ là pha tụ người với ba thành viên đến từ Huawei Sport. OT đang yếu máu, bật luôn cho mình chiêu cuối và giật lông giữ chân được vị trí của Jun. Tốc biến móc trượt đến từ bên phía của DC thì vẫn có một tình huống hỏa dương hiệu triệu tốt đến của SK. Thêm cả thiếu đốt, SK có được cho mình cái điểm chiến công đầu, móc chính xác vào người chơi ơi, hỗ trợ phía bên kia Faye phải lên bàn điểm số. Thì tình huống tạt sứ giả này cũng sẽ không có nhiều ý nghĩa và bằng trụ đến từ vị trí của T3. Anh ta chiêu cuối tối hậu tư thẳng mọi người cho ra và chắc chắn cho ra sẽ không thể về được sau ba tiếu này. Những khả năng có thể bảo bọc đừng chơi có một cú tốc biến đến từ DC. Anh ta tốc biến combo full combo của mình vào vị trí của Jun và chắc chắn là Lucian không thể thở được với pha combo vừa rồi của Nautilus. Nhưng hiệu khống chế đang là rất khó chịu đến từ DC ở thời điểm này. Và đây thì chúng ta đang có một pha tiếu chặn đầu nữa nhưng đây là một pha cầu lóc cước tốt đến từ vị trí của Haku. Haku mất rất nhiều máu, có sợi xích tội lỗi. Đã một lần nữa DC xin qua cô tay đã phải lấy bản điểm số nhưng mà vẫn đang có SK vẫn đang có một tình huống tâm lý qua bên, bên kia tường để có thể thoát đi được. Bị dồn sát thương bởi 4 thành viên, con rồng thứ hai trận thi đấu đang nằm trước quyền kiểm soát đến từ bên phía của Huawei Sport. Mất đồng hồ ngưng động đó là Faye. Sau đó anh ta sống dậy thì bị hất tung lên bởi xung kích bóng cháy, có cả thảm lửa căng ngang đến từ Hoài Ninh. Hoài Ninh vào hơi sâu, anh ta vẫn còn cho mình một lần thảm lửa và Lee Sin không thể đu thêm một lần nữa với cú sóng âm vô ảnh cước và double kill dành cho vị trí của T3. Chúng ta lấy được 4 điểm hạ gục trên tình huống vừa rồi và chắc chắn con rồng sẽ thuộc về Huawei Sport. Đầu tiên là khiến cho Coyote phải nằm xuống rất nhiều. Không, chúng ta đến với tình huống này đã Faye tiếp tục là mục tiêu bị tấn công. Chúng ta đổ chúng 3 nhưng cái chiêu cuối đến từ vị trí của Choi A thì lại quá chính xác trong tình huống vừa rồi và cả khó chịu nữa khi mà giữ chân được khá nhiều thành viên bên phía Huawei Sport. T3 đến đá móc phi thân qua phía bên kia vừa tường tạo thành khoảng trống để cho Hoài Ninh có thể đánh ở phía sau. Tốc độ thư lên đầu của đó là vị trí của Rius. Rius vẫn thoát về với một chấm máu, run được thoải mái bắn gục được một người đến từ bên phía Esports, đó là vị trí của Dixin. Sắt đào hai xạ thủ đến từ solo leveling được chơi thoải mái ở trong tình huống giao tranh vừa rồi, bất lợi hơn ở trong cái địa hình vừa rồi. Bây giờ tiếp tục chúng ta muốn đánh và tiếp tục lựa chọn vị trí của Faye. Faye là một người chơi cũng chịu là đủ lâu và anh ta cũng đã phải lên bàn điểm số rồi. Lựa chọn mục tiêu tiếp theo là Rius. Bây giờ lại hồi hỏa dương hiệu triệu, lần này hút tung được hai người tốt, tạo thế đánh để cho bên phía Esports bắt đầu đánh tràn ngược lên. Coyote và cả vị trí Hoài Ninh được thoải mái chơi. T3 bị dồn sát thương và tiếp tục là Choi A cũng đã gỡ được lại điểm hạ gục dành cho solo leveling. Hoài Ninh chưa tung thảm lửa, hỏa dương hiệu triệu được sử dụng, nó nhắm vào người chơi đang càn và lên rất cao đó với Sirius. Rius còn một chấm máu bị nhốt lại bởi tối hậu thư và bị hạ gục. Rừng của đối phương cũng đã phải nằm lại và bên phía Huawei Sport lấy được hai điểm hạ gục. Faye out giao tranh, chỉ còn lại hai xạ thủ mà thôi. Linh hồn rồng dành cho bên phía của Huawei Sport.
tập trung cả 5 người mà sẽ làm thế 4-1 để đẩy ở cùng cánh đường dưới, đó là T3. Thời điểm này thì có lẽ T3 đã khóa khẻ rồi, bởi vì có thung diện đồ hất tường của Hoài Ninh về, nhưng Phầy đã chịu quá nhiều sát tường, Phầy đã phải nằm xuống. Ao giao tranh đó là vị trí của Du, nhưng là cố gắng đổi mạng đây đến từ vị trí của Haku không thành công. Chúng ta đã có được rất nhiều những điểm vào cùng rồi, và bây giờ thì T3 cũng đã đến, đối phương chỉ còn lại một mình Jun tấn công dứt điểm ván đấu này cho nó dễ dàng hơn, cũng như là trọn vẹn hơn, nhưng có lẽ sẽ là không cần bởi thế lính khu vực giữa đang là quá đẹp rồi, và sẽ là 2-0 dành cho bên phía của Huawei Sport. Như vậy là Choya vẫn sẽ là người cầm dài ra đi khu vực đứng dưới, còn Jun vẫn sẽ có một con SP đi khu vực đứng giữa, bởi vì có lẽ rằng ở thời điểm hiện tại những chất tướng xạ thủ đi khu vực đứng giữa đang trở nên quen thuộc hơn bởi cái khả năng cần ít lượng trang bị cũng như là cái sự cơ động và sải tay sẽ giúp cho những con tướng xạ thủ có được ở đang đàn áp vào những con bài theo dạng là đánh gần, theo dạng cận chiến như kiểu là Kali của bên phía Huawei Sport. Và chúng ta thấy trên màn hình đó là Choya vẫn cầm đó là con Ezreal ở thời điểm hiện tại, bởi nếu lên nước mắt sẽ một khoảng thời gian nữa Ezreal của Jun không có lượng sát thương. Vừa rồi thì Fay cũng combo vào lấy được một chút cái lượng máu của SK, nhưng nếu một tình huống thùng rượu đổ hất cưỡng được vị trí của Riot về trong thềm trụ. Bây giờ thì T3 cũng đã đến liên tục chặt với những cú quy của mình, nhưng đó là chiều cuối đến từ vị trí của Choya, cũng đã hất tung và lấy được khá nhiều máu các thành viên bên phía của eSports trong pha thi đấu này. Những lượng thành viên đã đầu tư ra, chúng ta đang lao vào tiếp với tình huống giao tranh, đối phương chỉ còn lại 4 thành viên mà thôi. Tình huống lao vào hơi sâu, các hiện tức Lee Sin đã phải lấy bản đếm số cắt lần thứ hai và siêu hoàn hảo của mình. Coyote đã có điều là cũng phải tắt né được một phát bắn tất bí, nó đánh tay bắn nhưng không đủ sát thương để các hai cùng đi Coyote. Và chúng ta sát thương của Choya là không phải là quá nhiều, nhưng mà đối phương có người lên đây combo lại hụt đến từ vị trí của Fay. SK có thể là người ở lại không, Meta đã ở lại rồi nhưng bây giờ run back cho SK khi mà Coyote có quá nhiều lửa sát thương. Ta tiếp tục dùng sát thương từ đầu, anh ta cũng còn một nhịp nữa, ta cố gắng gây sát thương double kill có cho vị trí của Hai Ninh. Anh ta chỉ bị cối nửa cái máu, vẫn sẽ trụ lại được với giáp máu qua móc. Tình huống băng trụ tôi không nghĩ là như vậy, khi mà rõ ràng T3 có quá nhiều thứ, có cả người đồng đội ở đây, sát thương đang là khá nhiều. T3 lui về được nhưng SK thì hơi khó, anh ta sẽ trả mạng ngược trở lại. DC thì vẫn sẵn sàng cho việc là cố gắng bay leo cướp con rồng nó và có lửa sát thương. Chú cuối đang tung ra và lao vào và con rồng nó vừa cũng thành dân cho viên Sober Blink. Họ muốn tràn ra hay không, họ bắt được vị trí của DC rồi. DC đang bị bắn, bị nhảy lên và SK bị giữ chân lại. Đó là điểm hạ gục đầu tiên cho đội MVP của solo Everlink. Và DC thì khả năng cao sẽ không về được, còn thả nhiều rất tốt với từ vị trí của Hoài Ninh thì sao. Ta có được một điểm hạ gục, ta có tập được một kill. Và đó là những gì mà Hoài Ninh đã gỡ gạt lại được. Tức là khá cố, Hoài Ninh bị bắt lại, Hoài Ninh bị vô sát thương. Hoài Ninh về được hay không đây, Hoài Ninh vẫn có được cover từ người đồng đội, anh ta vẫn có thể ăn được cho mình cái hạt hồi phục. Nhưng Hoài Ninh vẫn đang thả nhiều, anh ta bị bắn chết bởi cái cung bắn xẻ. Phía này Coyote cũng bị chọn là mục tiêu. Coyote về được không, anh ta vẫn về được. Nhưng đó là pha combo là dứt điểm từ vị trí của Fay. Bây giờ bắt đầu chặt nhưng mà ăn nghe một cái kiệt sức thì hơi khó, hồi lại không bao nhiêu máu cả. Và lượng sát thương vẫn đến từ đội hình của solo Evelyn được. Solo Evelyn, nhưng mà chúng ta đã biết rồi, bắt vào vị trí của Haku không phải là một vấn đề quá tớ với nhau. Haku bị bấm đồng hồ, ta bị đẩy về, Haku bị dùng sát thương nhưng vẫn mơ một dịp nữa và chúng ta dứt điểm được vị trí của Haku rồi. Bây giờ là bọc cánh, Jun bị cover lại, Jun bị bắt lại, ta vẫn còn đồng hồ mà cô vô tê và chúng ta buộc phải lùi. Nhưng lợi thế hơn người đang là có, chúng ta đang có thể giữ chân lại, đó là Choya. Choya bị giữ chân lại, T3 cũng bị trói chân lại, ta bấm đồng hồ. Sát thương từ vị trí của Hai Ninh vẫn là có, Hai Ninh vẫn đang được bắn và Hai Ninh có điểm hạ gục. Cô vô tê cầu khá được nhiều thời gian, cô vô tê bấm đồng hồ. Anh ta còn gì nữa không, anh ta còn những hạt hồi phục. Anh ta vẫn coi cho mình lượng sát thương rồi, như vậy chúng ta sẽ có cho mình cô đồng ngàn tuổi. Lần này chúng ta mất đi vị trí của cô vô tê, mà chúng ta vẫn còn người quan trọng nhất, đó là Hoài Ninh. Hoài Ninh tốc bí đi né đi được đó, theo tôi cũng làm trang của đối phương và Hoài Ninh vẫn được bắn. Và khi Hoài Ninh được bắn thì không còn solo Evelyn nữa, Hoài Ninh vẫn lướt lên được. Sát thương của một con gì đều quá nhiều, ta tốc bí lên để vô sát thương nhưng ăn ngay một cái cú cho chân và nằm xuống với kiệt sức của Jun. Tốc độ ăn không phải là quá nhanh, SK mất cú lăn bụng. Và bây giờ thì đối phương đang giữ đang con Baron này, chúng ta sẽ phải quay trở lại. Sẽ là rất khó khăn ở trong tình huống mà không có xạ thủ của mình, không giữ được Baron nữa. DC thì cũng đang kẹt lại ở đây rồi, anh ta sẽ không về được nữa. Và đó sẽ là một tình huống mất đi người chơi đi rừng trước khi mà con rồng cao tuổi thứ hai đã xuất hiện. Khoai khu được giữa, lính khu được giữa đang đẩy vào, liệu có kịp hay không đây. Chúng ta ngăn đối phương biến về, nhưng đối phương cũng đã kẹt về được với 1-2 người rồi. Và có lẽ rằng bắt vào Fay ở thời điểm hiện tại đang là hơi khó, với bất khuất cũng lại bật lên. Sẽ là hơi khó để cho chúng ta phòng ngự. Như vậy tỷ số có thể rất lớn, là tỷ số còn là 1-2 và tướng chó chân rất tốt với từ vị trí của Choya. Và đối phương đang đánh nhà. Và như vậy sẽ là 1-2 dành cho các viên solo Everlink. Nếu như đây là trận đấu anh ta đánh thêm cả con lau thiết nữa thì như vậy anh ta cũng đã bao quát được khá nhiều những chất tướng hỗ trợ ở thời điểm hiện tại. Tức là anh ta đánh đủ, meta có gì anh ta đánh được con đấy, và nó cũng khá tròn trịa và khá
là ổn với một người chơi hỗ trợ mới như kiểu là SK. Lấy giáp trụ và tốc độ lấy giáp trụ của những thành viên xạ thủ của Solo Leveling là quá nhanh. Và Coyote có một pha xử lý lỗi, anh ta bị giữ chân và bị hạ gục, chiến cấp đầu thuộc về Solo Leveling. Là không đủ sát thương. Rồi. Bây giờ thì Hà Cục đang bị bắt lại trong phát yếu này, anh ta vẫn còn đó, chiến binh tận thế rồi, sát thương là tương đối tốt nhưng vẫn chưa đủ. À, cuối cùng thì vẫn đủ. Rõ ràng là những bước di chuyển đến từ Huawei Sport thậm chí còn đang chậm hơn khá nhiều so với Solo Leveling cơ. Nhưng đây sẽ là một pha bắt, nếu như thành công thì cũng sẽ là vô cùng tuyệt vời. Jun mất cho mình lớp lá chắn rồi, anh ta đang bị găm thiên đốt ở đầu, ăn được cho mình một pha hạ vừa phục. Jun vẫn còn sống sót với một chấm máu, trong khi đó phía bên kia Coyote mới đang là người thấp máu hơn. Anh ta được giữ chân bởi xứng xích địa ngục, sau đó bị tốc biến lên đấm đến từ vị trí của Fay. Anh ta đổi dạng búa và tăng tốc độ chạy. Coyote vẫn sống sót, Haku phía đây đang gặp nguy hiểm. Anh ta bị găm thiếu đốt lần đầu, bị sút đến từ phía của T3. Tốc biến đang có chiến thuật hơi đáng tiếc nó không chính xác, nhưng một giao thức chuẩn xác phía sau vẫn giúp cho T3 lấy được cho mình điểm hạ gục vừa rồi. SK vẫn đang tiếp tục chống chịu lượng sát thương và kêu gọi người đồng đội của mình đánh vào vị trí của Fay. Fay yếu máu, Hoài Ninh được thoải mái xả sát thương. Triple kill dành cho T3. Choi A đang cố gắng bắn theo khu vực đứng trên. Một đấu một, đó là vị trí của Dixin đối đầu với vị trí của Rius. Rius quay ngược trở lại cắt thành công, Dixin lên bàn điểm số, gỡ lại lượng tiền một cách rất tốt. Dixin tiếp tục có một tình huống canh xuống khu vực đường dưới, từ kiếm hất tung thành công, đoạt mệnh cũng là chính xác. Dixin bốc hơi vị trí của Jun với tốc độ là cực kỳ nhanh, combo vô cùng mượt mà. Thêm một cú cầu sấm trúng cả hai người nữa, Choi A yếu máu. Choi A vẫn đang có khả năng hồi phục ngược lại với những tình huống bắn hút máu của mình. Và hỏa dừng hiệu triệu hất tung được hai. SK đang phải bỏ chạy với một chấm máu. Phía bên kia Coyote đã phải lên bảng điểm số trước đó rồi. Dixin bây giờ mới quay ngược trở lại với giao tranh. Một pha có rất nhiều điểm hạ gục dành cho vị trí của Choi A, liệu có đủ sát thương hay không đây? Hơi đáng tiếc là không đủ sát thương. Và Dixin cũng đã phải nằm xuống trong tình huống vừa rồi. Đường trên là 2-1. Rius quay ngược trở lại cắt, cắt không thành công. Hoài Ninh gỡ lại một điểm ở khu vực đường trên, nhưng một người lại thò mặt ra đây, đó vị trí của Fay. Anh ta đã bị dồn sát thương, bị dính combo và bị móc, bị dồn CC. Fay vẫn còn một chấm máu và thoát được đi. Rius bắt đầu vào thế, anh ta cắt vị trí của SK. Thảm lửa căng ngang đến từ Hoài Ninh để chặn bước tiến công đến từ vị trí của Rius. Móc mỏ đeo chính xác vào Rius. Coyote là người có điểm hạ gục. Một pha đánh hơi dướn, Rius hơi tự tin trong tình huống đánh tràn lên vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta đang đánh bật ngược trở lại, có một cú đoạt mệnh giữ chân lại được một người, đó là vị trí của Haku. Rồi sát thương theo, chưa đủ sát thương để dứt điểm, nhưng có T3 có tối hậu tư chắc chắn sẽ có điểm hạ gục Haku. Rồi hai bạn đối phương đã nằm xuống phía bên này, Jun vẫn còn đó. Không, Jun không còn bao tốc đổi dậy, nhưng chúng ta còn gì để đuổi hay không? Đây, lấy được tốc biến của Jun, một tình huống đổi tốc biến đến từ vị trí của Hoài Ninh. Làm tiền đề để cho bên phía Huawei Sport có thể dứt điểm đi trận thi đấu này. Mặc dù có một vài thành viên là hơi yếu máu, đi xin bắt đầu càn vào, sau đó giật ngược ra với tốc độ là cực kỳ nhanh. Cho A không được chơi game, bị bắn đến từ bên phía của Hoài Ninh. T3 thì đẩy lui vào vị trí của Rius. Rius quay ngược trở lại cắt và đang cố gắng hồi phục lượng máu. Máu của Rius không còn là quá nhiều, nhưng đội hình của Huawei Sport cũng không còn nhiều năng lượng nữa. Họ bắt buộc phải rút lui đi. Hoài Ninh hơi đáng tiếc là chúng ta bỏ sót lại một mạng hạ gục của Hoài Ninh trong tình huống rút lui vừa rồi. Thì có giới hiệu triệu giữ chân được T3, bắt đầu dồn hiệu ứng, dồn sát thương đến từ 3-4 người, nhưng chưa thành công để có thể có được điểm hạ gục của T3. Thậm chí rằng đây là tối hậu tư cho đánh ngược trở ra, máu đang mất nhiều hơn đến từ bên phía của các thành viên Hua. Họ đã chống chịu lượng sát thương đến từ Baron là tương đối lâu rồi, và bây giờ thì là tình huống T3 đang quá thấp máu. Xe chỉ luân kim hạ gục T3, một cú sát đao rất nhiều tiền dành cho các thành viên bên phía Solo Leveling. Bên phía của Solo Leveling tiếp tục tạo tiền đề để cho Choi A được chơi. T3 mặc dù có xanh nhưng trước con rồng ngàn tuổi thì xanh cũng thành đỏ mà thôi, và bắt đầu đẩy vào đánh nhà, lật kèo dành cho bên phía của Solo Leveling bằng tất cả những kịch bản mà tôi đã dự đoán trước. Đúng là như vậy, 2-2, và chúng ta sẽ cần ván đấu thứ 5 để xem đội tuyển nào sẽ giành chiến thắng sau cùng. Và cú chịu cúi mở thì cứ Choi A cùng với Fay mà thôi, còn hầu hết những cú chịu còn lại đều là tấn đơn mục tiêu. Có lẽ chất lết là mạnh hơn thì Solo Leveling rất vui với cái điều này. Đây là một tình huống thu dựa đầu hất ngược được Fay về, sát thương chưa đủ để có thể hạ gục Fay, nhưng đó là một tình huống tốc biến theo đến từ Dixin. Có điểm hạ gục rồi, chúng ta tìm kiếm điểm hạ gục thứ hai. Haku đổi mạng thành công cùng với cái là vị trí của Jun mà thôi. Tiếp tục được một tình huống muốn mở, đã ép được qua tối đổi dậy cùng hiệu nổ đẹp. Ngay lập tức thì đã có khả năng dồn sát thương ở vị trí của Jun, khi chúng ta đã bị hất ngược về giữa vòng vây của các thành viên bên phía của Squa rồi. Đó là một tình huống Fay cố gắng đổi mạng nhưng không thành công. À, anh ta vẫn làm được với cú thổi bế cuối cùng của mình. Bây giờ thì sao, chúng ta muốn đánh ngược trở lại, nhưng mà hãy nhớ rằng Choi A có khá nhiều sát thương. Choi A dứt điểm người đầu tiên và đang phải lùi. Từng người bọn chúng ta đang quay ngược trở lại, nhưng mà tình huống đánh hạt cái mỏ hơi sai lầm của đối phương. Và bây giờ thì Coyote tới, sát thương vẫn là có, đi xin có điểm hạ gục đầu tiên cho anh ta. Và tốc biến đánh tay làm cho anh tới đôi từ vị trí của Rios, nhưng mà Rios cũng hết sát thương rồi. Coyote còn một đòn đánh tay nữa, Coyote đã có điểm hạ gục. Nhưng bây giờ thì đối phương vẫn sẽ có sát thương, anh ta dứt điểm được vị trí của Coyote. Nhưng đó sẽ là điểm hạ gục cuối cùng quét chơi cho chúng ta. DC đang muốn đánh vào vị trí của các thành viên bên phía của Solo Evelyn. Anh ta bắt được ai? Ta bắt được vào vị trí của Fay. Fay về được hay không đây? Fay bị đẩy ra, Fay không hút được hỏa dương hiệu triệu. Fay bị dồn sát thương, Fay nằm xuống. Rồi à, về được tới tầm trụ. Anh ta né được không? Anh ta không né được, sợi xích tội lỗi. Con rồng thứ hai cũng là một con rồng lửa. Modest khá nhiều lượng sát thương. Một đường trên thì có làm choáng sát thương khá nhiều. Một đường tốc biến giữ chân không được.
Hoài Ninh thì chịu gọi ai khi đó gọi vào vị trí của Hoài Ninh. Hoài Ninh bị dồn sát thương nhưng Hoài Ninh vẫn chưa nằm xuống và tình huống tung đồi từ vị trí của Vầy đã có rộng lửa cho chúng ta. Nhưng bây giờ thì Coyote tới, Coyote đứt người này bắn người kia và ta có điểm hạ cục đầu tiên đến từ vị trí của Haku. Bây giờ người bị giữ chân đó là vị trí của Jun. Jun nằm xuống, Coyote có double kill, chúng ta đuổi được hạ cục được vị trí của Choya. Riot không có dịch chuyển ra là còn tít ở khu vực đứng dưới sẽ là một tình huống ăn thật nhanh. Còn Baron đến từ các thành viên bên phía của Hòa và họ đang cố gắng làm điều này, bật thần cá sấu lên T3 trận ở tuyến trên. Nhưng đó là một pha thi đấu chúng ta mất nhìn vị trí Coyote. Một sát thương chủ lực đã nằm xuống phía bên kia thì đang lao vào với những cú máu truyền máu của mình và cả thủy triều máu nữa, thực sự là áp lực rất lớn. Cảm nhận máu của Riot đang xuống hơi thấp và Riot có nằm xuống hay không, Riot vẫn về được nhưng Riot đã ao giao tranh. Còn chúng ta thì đang ăn vào con Baron này, một pha lao lên từ đội hình bên phía của Huisport và vị trí của Haku đã không ra được rồi và đó là con rồng, đúng là Baron dành cho chúng ta. Nhưng phía bên này thì Hoài Ninh cùng với đó là người bị bắt, đó là vị trí của SK và Hoài Ninh tốc bí đi được nhưng SK phải nằm mạng. Hoài Ninh vẫn đang cố gắng trả sát thương, Hoài Ninh không dứt điểm được ai nữa cả nhưng bây giờ lượng sát thương của anh ta đã gây ra là quá nhiều. Bây giờ thì DC chỉ tới và dọn dẹp mà thôi. Jun không còn cho mình cú chiêu cuối nữa, Jun bị bắn, Jun bị đấm, Jun bị đá, Jun có đồng hồ. Coyote cùng với đó vị trí của Desin thì cũng quá nhiều sát thương. Desin có double kill, Riot xuống cũng chỉ là món ăn ăn kèm. Vẫn sẽ còn khoảng 30 giây rồng ngàn tuổi dành cho đội hình bên phía của Huisport. Ở đối phương thì vẫn còn khá người, một tuấn tóc biến giữ chân, anh ta giữ chân được khá nhiều người, lượng sát thương cho ai là quá nhiều. Và bây giờ Coyote bấm đồng hồ, Coyote bị chọn là mục tiêu, Coyote vẫn tóc biến về được, Jun vẫn đang được bắn. Và dù là có bộ lệ rồng ngàn tuổi nhưng chúng ta vừa mất hai người trong một tình huống cố lấy cái chỗ thứ ba của đối phương. Thì có dịch chuyển ra và cả Riot cũng đã dịch chuyển ra, DC sẽ phải cướp được trong pha thi đấu này. Máu ta đang tương đối thấp, một tình huống trừng phạt và chúng ta không cướp được thành công của Baron đang là thế đánh ngược trở ra đến từ các thành viên bên phía của Hoa. Họ đang có hơi thiếu sát thương một tí khi mà chỉ có sát thương đến từ vị trí của Hoài Đinh và tôi, nhưng những tình huống bắn đang có được sự hiệu quả của mình và cố gắng quay trở lại để trả mạng đến từ vị trí của Riot. Anh ta thành công kéo được thêm một người nhưng và chúng ta cũng sẽ phải chậm lại và chờ. Còn trong đây thì khu vực trên một tình huống mở, đối phương đã kịp bấm đồng hồ, có cả bão tố đuổi dậy, hai trường của đã mất, hai trường của quan trọng đã mất. T3 bây giờ thì có lẽ rằng tay đôi đang không lại vị trí của Haku. Rồi bây giờ thì sao, chúng ta tiếp tục lao lên. Coyote vẫn khá tự tin mà lấy được khá nhiều những cái nguồn tài nguyên của đối phương, nhưng ngược trở lại thì chúng ta cũng mất khá nhiều nguồn tài nguyên như vậy. Những máu thì của chúng ta vẫn đang được hồi phục đến từ bộ lợi trong nước và đó là lý do tại sao chúng ta đem nó lại giùm Choya. Ta bắt được cả hai thành viên bên phía bên này và bây giờ cú dịch chuyển sau đây. T3 đang phá nhà, Jun đang bị bắn, Jun đang bị dồn tay đồi, Jun mất cho mình cú tóc bí nhưng Coyote đã nằm xuống rồi. Jun đang là người phá nhà, chúng ta đang ngăn các thành viên bên phía của Solo Evelyn về được hay không đây. Jun đang phá nhà, Jun đang phá nhà và đó là chiến thắng dành cho Huisport. Một tên đánh co quay với 4 người để cho khu vực đường cánh